Vừa qua, cộng đồng mạng được một fan cười no bụng trước hành động lỡ tay lái của một người phụ nữ khi cô đã dọn bay đống bàn ghế trong vòng vài giây của một quán ăn. Nhìn hậu quả mà cô gây ra, nhân viên quán ăn không khỏi ngán ngẩm khi đầu giờ sáng lại tự nhiên bận rộn hơn thường nhật. Sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 12 tháng 4. Cụ thể, camera an ninh của quán ăn đã ghi lại toàn bộ sự cố khóc dở, méo dở của cô khi các nhân viên trong quán ăn vừa sắp xếp bàn ăn ngay ngắn, dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị mở cửa đón khách, thì một người phụ nữ đã khiến mọi thứ trở nên lộn xộn hơn ban đầu. Người phụ nữ chạy xe tới trước quán, rồi bất cẩn vít tay ga khiến xe máy phóng vọt lên, đâm sầm vào đống bàn ghế phía trước. Nhiều người chạy xe ga hẳn cũng từng gặp tình huống tương tự, nhất là đối với những ai không vững tay lái, thì khi xảy ra sự cố lại càng luống cuống vặn tay ga, khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Sau khi đoạn clip được đăng tải, đã thu hút được rất nhiều người, đa số cư dân mạng được một fan cười ôm bụng. Đây cũng là một bài học dành cho những ai tham gia giao thông. Nếu như tay lái không vững thì nên cần chú ý quan sát để tránh những trường hợp tương tự xảy ra.